những cái rãnh cười này, những cái vết nhăn này nó biến đi đâu mất rồi. Ôi, chị Vân của chúng ta quá vui mừng đúng không ạ? Không nghĩ là nó lại có hiệu quả nhanh như thế em ạ. Dạ vâng, em cũng thấy rằng hiện tại thì da của chị căng bóng và khỏe hơn, trông khỏe hơn rất là nhiều. Vâng, có sức sống hơn rất là nhiều luôn. Sau một cái liệu trình ăn therapy này thì mình thấy là tự tin lên rất là nhiều rồi. Bây giờ cái gương mặt của mình nó cũng đã trẻ hơn so với tuổi mấy tuổi rồi. Nói chung là bình thường khi bác sĩ di máy vào mặt mình thì mình cảm nhận là nó hơi ấm ấm thôi. Và di máy đến đâu thì mình cứ cảm nhận được là nó chắc cái da, săn chắc cái da mình lại đến đấy luôn ý. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Yến và nghề nghiệp hiện tại của mình là mình làm diễn viên. Sau khi mình trải nghiệm Thơm Mát 2021 này nhá, thì cái làn da của mình căng bóng hơn. Các bạn nhìn xem, đó, bây giờ mình chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi là cũng đã tươi tắn rồi. Và các bạn, những cái bạn nào ấy đang gặp phải những cái tình trạng da như là chảy xệ này, không căng bóng này, và những cái nếp nhăn ở rãnh cười hay khóe mắt ấy, thì các bạn, mình khuyên chân thành là các bạn nên đến sử dụng dịch vụ Thơm Mát ở Thẩm Mỹ Ohio nhá. Mình tin rằng là các bạn sẽ không thất vọng đâu. Trước đây thì da của mình bị thô ráp, thâm sạm và da không được màu ấy. Do là mình sinh em bé cho nên là nội tiết tố thay đổi cho nên là da xấu. Sau 2 buổi điều trị thôi nhưng mà mình cảm thấy thay đổi rõ rệt rồi. Da bây giờ thì rất là căng bóng, khỏe mạnh và lỗ chân lông thì rất là bé. Nói chung là mình rất là hài lòng, dịch vụ rất là tốt, nhân viên rất là tận tình. Mình bị mao mạch này chắc được 4-5 năm rồi, từ lúc mang bầu bé thứ hai. Rồi xong rồi mình rất là thể thao, sáng nào chạy sớm mình phải chạy bộ, chạy ngày 10 cây đấy. Nên là mình cảm thấy chân mình nó cũng như nó càng ngày nó càng, mấy cái tĩnh mạch đang lan ra, nó không nhiều nhưng mà nó cứ lan lung ta lung tung ấy. Cho nên là mình suy nghĩ là phải ngăn chặn ngay. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng tình trạng của chị khách hàng Lan Anh sẽ đưa đến cho quý vị khách hàng lại một lần nữa. Là tình trạng của chị Trang thì các phần giãn mạch tập trung chủ yếu là ở phần đầu gối trở xuống quý vị ạ. Vâng, rất là rõ ràng các búi giãn mạch mà màu tím đậm và màu xanh. Chúng ta có thể thấy ở đây phía trần trên này có một búi giãn mạch màu xanh rất là lớn đúng không ạ? Vâng, ở phần cổ chân cũng tập trung rất là nhiều đây nữa ạ. Vậy thì chị Trang ơi, ngoài chia sẻ về cảm nhận trong khi sử dụng dịch vụ thì chị có cảm giác như khi nào khi đến với Thẩm Mỹ Ohio, chị có cảm thấy là thoải mái với không gian cũng như là sự tiếp đón của nhân viên không ạ? Rất thoải mái ạ. Vâng, nếu như được chấm điểm thì chị sẽ chấm bao nhiêu điểm cho Thẩm Mỹ Ohio ạ? 10 điểm. 10 điểm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến rất là xa đúng không ạ? Một quãng đường rất là xa đến với Thẩm Mỹ Ohio từ sớm để có thể thực hiện dịch vụ của mình. Xin chào mọi người, mình là Chi, mình đến từ Hải Phòng. Mình bị giãn mao mạch ở chân từ vùng đùi xuống tới cổ chân ạ. Lúc đầu tiên thì nó cũng chỉ bị một ít ở đùi thôi, nhưng mà một thời gian để lâu thì là nó sẽ kéo dài xuống từ đầu gối mà cho đến xuống đến hết cả bắp chân xuống đến bàn chân. Đến với Ohio mà hôm nay là điều trị buổi thứ 6 rồi, mình cũng cảm thấy rất là hài lòng với cái đôi chân của mình, bởi vì nó cũng đỡ được khoảng 80% rồi. Dạ vâng, quý vị có thể thấy rằng đây là hình ảnh đầu tiên mà khi mà anh Toàn đến với Thẩm Mỹ Ohio ạ. Một vết chàm bớt là ở khu vực mắt và mũi, rất là đậm màu đúng không ạ? Vâng, với diện tích cũng khá là lớn ở trên vùng mặt. Vâng, quý vị có thể thấy rằng sau khi điều trị chàm bớt tại Ohio và đến ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng màu sắc của vết chàm bớt đã loại bỏ đi tới 80% rồi. Vâng, anh Toàn ơi, với kết quả như thế này thì hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Nói chung là anh cũng cảm thấy cũng rất là hài lòng. Nói chung là đến với cái cơ sở của mình anh cũng cảm thấy hài lòng. Vì anh đã cảm thấy nó cũng đỡ nhiều. Dạ. Nói chung là anh cũng cảm ơn. Xin chào, mình tên là Nguyễn Huy Thành. Mình đến từ Hải Phòng và nghề nghiệp của mình là đi biển. Thì trước đây thì đầu 2019 thì mình có xăm hai hình xăm ở hai bên và bắp tay và một hình xăm chữ ở ngực mình. Thì sau một thời gian khoảng 2 năm thì mình cảm giác nó không, mình muốn xóa đi cho nó sạch sẽ. Thì là mình bắt đầu tìm hiểu lên trên mạng và các nơi để mình tìm hiểu, mình quyết định xóa xăm. Khi mà bắt đầu mình tìm hiểu đến trung tâm thẩm mỹ viện Ohio của mình ấy, thì anh thấy rằng là có rất nhiều các hình ảnh, các video mà thực tế khách hàng đã từng làm ở đây rồi. Thì mình thấy là hình ảnh nó rất là sạch và thời gian là hợp lý và giá cả cũng hợp lý. Thế nên mình quyết định là mình lên đây thì lần đầu tiên là mình xóa xăm lần đầu là vào tháng 9 năm 2020. Về cảm nhận đầu tiên thì trung tâm mình rất là chuyên nghiệp, các nhân viên rất là tư vấn rất là nhiệt tình, và ngay cả các bạn mà bạn trực tiếp làm cho mình ấy rất là cẩn thận. Ngay từ ban đầu ủ tê, quá trình làm
hay là sau đó thì rất là nhiệt tình. Thực tế là mình đã đến trung tâm này, khi mình đến lần đầu và đến lần thứ hai thì mình thấy rất đông các bạn cũng giống như mình đến đây làm, bởi vì mình nghĩ rằng các bạn cũng tin tưởng như mình thôi. Rất nhiều các bạn, có nhiều trường hợp có thể là đi xuất lao động hay là đi làm những công việc, hoặc là cũng có nhu cầu như mình là mình không cần hình xăm nữa, thì mình khuyên rằng là các bạn nên chọn trung tâm EIO ở trên Hà Nội để xóa hình xăm giống như mình, bởi vì mình cảm giác nó rất là tuyệt. Hiện tại thì em thấy rằng cái phần râu của anh gần đã được loại bỏ hoàn toàn rồi đúng không ạ? Nên có lẽ là đã bổ dưỡng rồi. Vậy thì anh Hải, anh có thể chia sẻ một chút là tình trạng trước của mình thì có nhiều không, mà có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình không ạ? Tình trạng trước của mình ngày xưa là thì mình có râu quai nón đấy, thì nó có một ngày phải cạo đến 2-3 lần đấy. Thì mình thấy ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình hàng ngày ấy. Nên mình mới quyết định đến chỗ mình để mình triệt râu. Vậy ạ, tức là cũng rất mất thời gian cũng như là kiểu mất tự tin trong công việc đúng không ạ? Vâng, vậy thì anh đã tìm hiểu được OIO qua đâu đấy ạ? Mình tìm hiểu OIO là qua Facebook cả YouTube. Vậy thì anh Hải ơi, sau cái quá trình mà mình đã thực hiện xong liệu trình triệt râu tại thẩm mỹ OIO thì hiện tại thì những kết quả bây giờ thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Mình thấy là rất là hiệu quả, và mình đi làm thì nó không mất thời gian sáng sớm phải cạo. Mình thấy nó còn chảy ra mấy tuổi rồi. Thế ạ, dạ vâng ạ. Vâng, anh Hải ơi, vậy thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút là trong cái quá trình làm thì anh cảm giác như thế nào, và cái phần râu của mình rụng qua từng buổi như thế nào, và anh hài lòng với lại đội ngũ nhân viên cũng như là chất lượng như thế nào ạ? Quá trình làm thì mình thấy mình từ lâu, mình tưởng lâu ấy, nhưng mà thì nhanh lắm, có chưa đến 5 phút và thấy hiệu quả qua từng ngày luôn. Râu rụng ra theo thì bây giờ thấy hiệu quá, có hiệu quả luôn. Bây giờ râu chả còn gì cả. Mọi người cứ yên tâm đi, đến nhân viên sẽ tư vấn nhiệt tình và sẽ làm cho quý vị không phải thất vọng đâu.